thịt bò với lại trứng sống, sashimi thịt bò. Quá. Bây giờ đã là ngày thứ 3 rồi. Chào buổi sáng mọi người. À không, phải nói là chào buổi trưa chứ. Hiện tại thì chúng mình đang có mặt ở chợ Quang Trang. Ở đây thì nổi tiếng với món thịt bò sống cũng như là bạch tuộc sống. Mỗi tội là mùng 4 rồi mà người ta vẫn còn đóng cửa rất là nhiều. Nên là chắc là tụi mình sẽ chỉ ăn hai cái món đặc trưng này, sau đấy là đi tiếp sang khu hung đây. Rồi, bây giờ đi vào ăn thịt bò sống nhé. Ở bên trong chợ thì người ta có đề co rất là nhiều cờ, cờ của tất cả các nước trên thế giới. Mỗi tội là mình nhìn nứt mắt ra rồi mà chưa thấy cờ Việt Nam đâu. Không biết là ăn ở hàng quán nào đây, ăn thịt bò sống ở hàng nào bây giờ, chọn bừa một hàng nhá. Bên này là bánh kim chi và bánh hải sản. Ở chợ này thì rất là nổi tiếng, người ta hay tới đây để quay các chương trình thực tế. Nên là rất nhiều hàng quán được lên KBS này, rồi mấy chương trình Netflix cũng có. Xịn nhờ. Toàn đồ ăn đường phố thôi. Sau một hồi do dự phân vân rất lâu thì chúng mình quyết định chọn quán này. Bởi vì nhìn thấy có chú hô đông kìa, lên cả Netflix. Nghe có vẻ uy tín, khách cũng đông nữa. Ở đây người ta chiên bánh kim chi. Xịn. Đây là món thịt bò với lại trứng sống, sashimi thịt bò. À, ở bên dưới độn, độn gì đây? Củ cải à? Namita. Ồ, bạch tuộc sống kìa. Rồi, trông hấp dẫn đấy. Bởi vì mình ăn được cái thịt bò sống. À không, bởi vì mình ăn được mấy cái sashimi, cá các thứ ấy, nên là mình rất là thích ăn đồ sống. Ăn cái thịt bò nó mềm, nó nhạy nhạy, nó hơi béo béo của cái vị trứng sống nữa. Nhưng mà cái trứng sống này không hề bị tanh một tí nào luôn. Thêm cái này giống như là củ cải, củ đậu ấy. Ăn nó ngọt ngọt. Ăn hợp dã man. Ôi ngon, 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 ngon. Nên thử. Món thứ hai thử thách hơn đấy là món bạch tuộc sống. Thế mà ăn món này sẽ cần phải nhai lâu hơn một chút, nhai thật kỹ không nó bám vào họng. Còn nó mặn, nó mặn và nó dai. Vẫn chưa nhai hết một miếng đâu. Nhìn này nó vẫn còn ngoe ngoẩy, ngoe ngoẩy, ngoe ngoẩy luôn ấy. Giữa hai cái món thịt bò sống với lại bạch tuộc sống thì có lẽ là mình sẽ thích ăn thịt bò sống hơn. Bởi vì thịt bò sống ăn nó có cái độ ngọt, nó có độ ngậy ấy. Còn bạch tuộc thì thiên về cái vị mặn nhiều hơn.
Món tiếp theo, mì lại. À, ngồi lại hết. Nó có cái vị chua chua, cái cay của kim chi là chủ yếu. Cái nước thì mát lạnh. Và người ta mang ra một cái bát nước đá cho bọn mình để dưới vào mì. Còn mì thì người ta đã trụng sẵn rồi nhá. Cái sợi mì nó giống như cái sợi bún nhỏ của mình ấy, nhưng mà ăn thì lại dai. Có gì ăn như thịt bò khô rồi à. Ngon. Đó. Đây là kimbap nè. Mù tạt vàng. Chấm với mù tạt. Update lại với mọi người là cái món mì lại hồi nãy ấy, mình bảo là có thịt khô đúng không? Thịt bò khô gì đấy đúng không? Nhưng mà không, hình như nó là cá khô. Không có ai kiểu dân bản địa ở đây để có thể giải thích cho mình nó là gì được cả. Đây là gì đây? Đây là miếng cá. Cá ngon. Ở đây có rất là nhiều chữ ký của những người nổi tiếng đã tới đây ăn rồi. Đang định đi ra Hồng Đê thì ra đến cổng chợ Quang Trang lại nhìn thấy người ta xếp hàng rất đông để mua cái bánh gì đấy. Thế là mình cũng theo dòng người, theo dọc Việt Nam, theo bánh đường tàu quay. đứng ở đây xếp hàng luôn. Đợi đến lượt xem đó là cái bánh gì, ăn có ngon thật không. Trước mặt tôi còn là cả một hàng người nữa. Nhưng mà chắc là cũng nhanh thôi. Sắp đến lượt rồi, khoảng 4 người nữa. Anh ơi, xeo I want two and cheese one. Two one? Yes, yeah. Đây là bánh hot dog. Hot dog, right? Oh, thank you, cảm ơn mẹ ta. Đây là bánh hot dog, có 3 vị. Ok, có Honey là cái đầu tiên. Ở đây chúng mình mua được 3 vị: mật ong này, đậu đỏ với lại cheese. Thấy bảo là đậu đỏ với lại mật ong ngon hơn. Ăn thử nha. Bây giờ nhìn cho nó cứ giống nhau. Chỉ biết cái này là đậu đỏ này. Bên trong nó kiểu có mấy hạt đậu. Ăn giống bánh rán đường ở Việt Nam mình. À không, ăn giống cái bánh bẻng ấy. Trong bên trong nó có nhân mọi người ạ. Vừa mới ra lò nóng hôi hổi ăn ngon. Nhân đậu đỏ bùi ngọt. Hợp. Giờ chuyển qua ăn thử cái mật ong này nha. Không biết cái nào là cái cheese luôn ấy mọi người ạ. Cái này cũng là mật ong thôi ấy. Ăn xong một hồi không biết cái nào là cái cheese luôn. Nhưng mà ăn mật ong ngon nha. Ăn mật ong ngon. Mọi người có thể gọi mật ong hoặc là gọi đậu đỏ cũng được. Ngon, nên thử. Cái chỗ này thì nó là ở đây
thì là ở ngay cổng chợ Quang Trang thôi mọi người ạ. Cái cổng mà đối diện với khu Đông Đê Môn ấy, mọi người tới đây cứ thấy cái hàng nào mà nó xếp hàng dài nhất, nhiều nhất, đông nhất ấy thì chính là nó bán bánh hô tốc. Cheers. Ơi, phô mai đây rồi mọi người ạ. Cái mật nó tứa ra. Con biết mật ong không? Thì mẹ mua nữa nhá. Cái mật ong nó tứa ra. Ngon lắm. Mua gì nữa còn đấy. Mật ong có hạt bí ở bên trong. Biết qua cam nó nhìn thấy không? Nhưng mà mật ong nó có bí ở bên trong mọi người ạ. Hạt bí. Ăn giống không? 45.000 một cái này. Không ai, phần đôi là chính là mật ong vậy là rẻ nhất mà lại là ngon nhất. Mật ong là có 1.500 là tính ra là khoảng 27.800 nữa. Cái phô mai đắt nhất là khoảng gần 45.000 một cái. 2.500 2.500 won. Còn cái mật ong rẻ nhất nhưng mà lại là cái vị ngon nhất. Vốt mọi người chọn mật ong. Mình đã tới khu Hung Đê rồi. Hiện tại chúng mình đã có mặt ở khu Hung Đê. Khu Hung Đê thì náo nhiệt khác hẳn so với khu Đông Đê Môn hồi nãy nhà mình đi. Cũng may là nó có người chứ không mà không biết đi đâu chơi nữa luôn. Bảo sao người ta bảo là sang Hàn cái mùa này nó buồn lắm. Đam mê đi cửa hàng tiện lợi chưa bao giờ là hết. Yes go. Đây là cơm đậu hũ. Kim bắp này. Đam mê thật sự. Ồ, đam mê thật sự. Nhiều các loại đồ uống. Ở đây còn có chỗ tự làm ngũ cốc. Người ta cũng hướng dẫn là lấy từng loại ngũ cốc một. Xong chắc nữa, tí nữa sẽ có sữa hoặc là sữa chua gì đấy. I don't know. Đồ chiên ở trong cửa hàng tiện lợi. Chả cá này. Còn cái này là chỗ để nướng khoai lang. Không thể nào thiếu được sữa chuối. Chân ái. Các loại xúc xích, chả cá. Này là loại cay này. Cơm tam giác, các loại cơm hộp. Sandwich. Quần áo ở đây bán theo cân, một cân là 30.000. Tất nhiên là 30.000 won, không phải là 30.000 Việt Nam đồng đâu anh em. Hôm trước thì mình đã review món này cho mọi người rồi. Đây là cơm trộn bibimbap nè. Còn bên này là canh kim chi. Hôm trước ăn vẫn rất ngon nên là hôm nay lại gọi lại. Gọi hẳn hai phần luôn. Ở đây người ta ăn cùng với cái cơm độn này ngon cực. Và hôm nay chúng mình gọi thêm một phần mới là cơm với trứng ở bên trên này. Tí nữa chắc là nếu mà có dao thì sẽ dùng dao cắt một đường ở đây ra thì có vẻ là nó sẽ tứa trứng ra không? Nhưng mà đây không có dao mọi người ạ. Có phải lấy một cái rong biển này. Xong rồi cho vào cơm. Ôi mẹ ơi, vỡ rồi. Đấy lên như thế này phải không? Chuẩn bài ơi. Cá ấy. Đấy là cái gì có cá ở trong này đấy. Cá bị trộn vào trong này rồi. À, nó không phải là cái cơm trứng chảy ở bên kia. Nên là không thể cắt một đường ở giữa được. Nó trông rất là hấp dẫn. Làm một miếng cơm. Ừ, đi đâu vậy? Có sống như cái món đấy không đây không ạ? Nó cái cơm với canh kim chi thì ngon rồi. Để lấy cơm thì lấy canh con nhất. Hẹn gặp lại mọi người ở nhà nhé.
vẫn là chuyên mục ăn đêm ở Hàn Quốc. Hôm nay chúng mình sẽ có dâu, dâu siêu to khổng lồ. Ôi đi, chắc là nó phải bằng nguyên gần cái mặt mình rồi đấy. Để bóc ra cho các bác coi nhá. Hộp này là 450g, mua với giá là 13.500 won. Tính ra tiền Việt sẽ khoảng bao tiền ta? 250.000 thôi á. Wow, một hộp dâu siêu to như thế này chỉ có 250.000 thôi. To lan tan tan. Lấy một quả ra cho mọi người coi nhé. Quả nào đây? Trên hay dưới? Trên hay dưới? Nhìn nè. Trời ơi, quả dâu nó bự vĩ đại. Bóc cho mọi người xem thêm một quả nữa. To chưa? Chưa. Nó to gần... chưa bằng cái mặt mình. Tại vì mặt mình to quá. Nhưng mà đây, hai quả là cũng bằng cái mặt mình rồi. Đây mình sẽ so mọi người nhá. Nó bằng nguyên một cái lòng bàn tay của mình này. Nhìn chưa? Dã man chưa? Ăn nha! Mời mọi người! Ngọt 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 ngọt! Đã thực sự! Trời ơi, đã lắm! Cái dâu nó mọng, nó ngọt, nó mướt. Nó còn ngon hơn cả cái hộp dâu hôm trước mình đã múc bang. Bởi vì nó to hơn nên là mình chấm thêm cho nó điểm cộng. Và có một điểm đặc biệt đấy là ăn tới cái cuống dâu này rồi nhưng mà nó vẫn không bị chua. Quả cái dâu nhỏ hôm trước ấy thì ăn bị chua. Mà cái dâu vào thì 10 điểm, 10 điểm. Rồi tiếp theo chúng mình sẽ chuyển qua múc bang nho. Nguyên một chùm nho to như thế này mà chỉ có khoảng, mọi người đoán đi, 3, 2, 1, chỉ có khoảng 160.000 thôi. Mà trông nó mướt nhở. Ứa nước miếng vào rồi đây. Sao ở ngoài thì nho không được cứng lắm. Nhưng mà thôi cứ ăn thử xem sao nhá. Nó cũng ngọt nhưng mà nó không được giòn mọi người ạ. Kể ra mà nó ngọt hơn tí nữa thì sẽ ok hơn. Nó quả còn có hồ nữa. Thế bảo đi sớm thêm vài tháng nữa thì ăn nho bên này sẽ ngon hơn, nó là nho sữa. Thôi không sao, cái này ăn tạm. Tiếp theo là một gói hạt rẻ. Gói này mọi người nhất định nên mua thử. Tại vì nhà mình đi mấy lần rồi, lần nào cũng phải mua gói này. Mấy ngày hôm nay, ngày nào ở Hàn Quốc mà ghé qua siêu thị Lotte thì cũng mua gọi là 3 đến 5 gói này về ăn hết. Bên trong là có hạt rẻ người ta đã bóc sẵn ra rồi. Rất là bùi ngọt. Chưa ăn thấy có cái viên nào bị sượng luôn ấy. Nên mua thử nhá. Ê mọi người nhớ chụp lại gói bao bì đi. Đây, đây nhá. Có tiết rồi mọi người ơi. Cuối cùng thì buổi sáng ngày thứ tư, cuối cùng cũng đã có tiết rơi rồi. Sáng dậy là tuyết phủ trắng xóa khắp mặt sân mặt đường thế này luôn. Tuyết rơi. Mình đã dùng tốc độ ánh sáng để trang điểm và ra đây nhanh nhất. Nhìn nè, cảm giác là tuyết rơi nhưng mà vẫn dễ chịu hơn mấy ngày âm 16, 17 độ ấy. Đây là lần đầu tiên trong đời mình thấy tuyết rơi luôn.
Cảnh tuyết rơi chỉ thấy ở trên phim Hàn giờ đã được xem thực tế. Nhà mình cho ra tới Seoul Station, ngày nào cũng sẽ cần phải đi qua một con dốc, gọi là con dốc huyền thoại. Mà không phải một đâu mà những hai con lận. Má ơi nó dốc, xong rồi đi đường tuyết nó trơn. Bình thường hôm nào đi chơi về cũng phải leo bỏ cả hơi tai. Đi một đoạn nữa thôi là có thể đi xuống dưới ga tàu rồi, thì nó sẽ bớt lạnh và bớt tuyết hơn. Hello mọi người, bây giờ mình đã có mặt tại chợ hải sản No Giang Jin. Và ở đây thì có rất là nhiều các hàng hải sản luôn. Tuy nói là chợ nhưng mà người ta có từng quầy một, trông rất là sạch sẽ. Và ở đây thì có rất nhiều các loại như là tôm hùm này, qua lát ca, bào ngư, rồi sò các thứ đầy đủ cả, sò điệp, cá đuối. Mình sẽ chọn một hàng, sau đó là mặc cả. Đặc điểm của cái chợ này là các bạn nhất định là phải mặc cả nha. Mặc cả xong thì người ta sẽ chế biến và mình lên tầng 2 ăn. Tí nhất định phải gọi sashimi cá hồi với lại cá, các loại cá ăn. Sau khi đã chọn xong cua này, rồi lại sashimi cá nữa thì người ta sẽ dẫn mình ra chỗ ngồi. Chỗ ngồi này là cũng phải thuê nha mọi người. Get go. Tụi mình đã gọi ở đây một phần sashimi và một con cua hoàng đế. Cua hoàng đế thì người ta đã mang vào bếp để chế biến rồi. Thì cái phần sashimi này là 40.000 won cho một phần. Còn cua hoàng đế là vừa nãy là khoảng 68.000 won một cân. Và đi vào đây thì sẽ phải thuê chỗ ngồi khoảng 4.000 won một người nữa nha. Tí nữa người ta sẽ cộng thêm phí phục vụ nữa. Rồi, bây giờ thưởng thức sashimi thôi. Cay. Cá cũng tươi, béo. Cay cay của mù tạt. Thêm cái vị đậm đà của nước tương. Ngon. Có cái con cá màu trắng trắng này. Đây, cái miếng cá trắng này thì người ta phi lê ngay tại chỗ. Người ta vớt lên từ bể, xong đấy là người ta cắt luôn ra cho mình ăn. Và mình thật ra cũng không biết tên cái con cá này là gì luôn ấy. Cá nó màu trắng này mọi người. Nếu bạn nào biết cái cá này tên gì thì có thể comment ở dưới cho mình biết với nhá. Ăn nó dai hơn, nó có cái độ dai và cái độ chắc thịt hơn là cá hồi. Ít cái độ béo hơn. Ăn thêm miếng nữa. Cay quá. Bạn nào mà thích cái độ dai dai ấy thì chắc là sẽ thích cá này hơn. Còn mình thích ăn ngậy béo hơn nên là mình thích ăn cá hồi. Tan 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 tan. Cua đã ra rồi nhưng mà chắc là chỉ có cua hấp thôi anh em ơi. Nếu mà có cua sốt thì chắc là mình cũng sẽ gọi đấy. Nhưng mà không thấy người ta hỏi gì hết. Con cua này thì nhà mình sẽ có 4 người. 4 người chia nhau ra ăn. Tới cái phần mai này thì tí nữa sẽ gọi cơm để trộn vào ăn cùng nhá. Mặt con ấy là được, không đừng để mặt đàn cũng được mà. Mặt đàn nó để lấy cái lông thôi mà. Mình đã quay đi lông rồi, tao biết này hả? Thịt ngọt dã man. Nóng không? Ngon.
chuột đốt đi, thịt nó to. Đây, đây cái phần mai cua người ta đã đi vào và chế biến cho mình. Chỗ này là hai bát cơm nha, vì nhà mình có 4 người. Ngon. Nhiều chất thì khỏi nói. Thơm xào ấy, rong biển. Không biết là chiều nay sẽ đi đâu tiếp theo sau khi ăn ở cái chợ hải sản này cả mọi người ạ. Tí nữa mà đi đâu thì chúng mình sẽ update tiếp. Ở bên này người ta đang trượt tuyết nè. Kiểu giống như là trượt ba tanh ý. Buổi tối thì nhà mình quay trở lại chợ Myeongdong do rất thích cái món gà rán cũng như những món ăn vặt ở đây. Mà thật ra cũng chả còn cái chợ nào khác mở nữa, đẹp ghê ý. Thôi không sao, có gì thì mình tận hưởng đấy. Sau khi lượn một vòng ở Myeongdong thì chúng mình đã lại ghé vào một cái hàng mà người ta bảo là nhất định phải ăn, đấy là một hàng binh sun. Đây là sun linh này, sun binh. Đấy, cái món này là món king mango. Lạnh lắm. Ở bên dưới thì sẽ có một lớp đá vào, bên trên là mứt xoài với lại kem xoài và một cái miếng xoài rất là lớn. Ăn cũng đậm ổn. Nếu mà so với lại bingsu su ở bên Thái thì có lẽ mình sẽ thích bingsu su bên Thái hơn. Đây là một phần bingsu su đậu nành nha. Bởi vì pin của mình hết pin rồi cho nên là có lẽ quay ở đây nó hơi ồn một chút. Có gì mình sẽ update cho mọi người sau nha. Tao ăn chưa? 5.000 won một hộp như thế này. Đây, bóc ra nó sẽ còn được như thế này nè. Khoảng 10 hạt. Không ngon bằng cái hạt rẻ của siêu thị. Đúng rồi, cái siêu thị ăn ngon lắm mà. Ngày cuối cùng ở Seoul thì tụi mình quyết định sẽ đi ăn một bữa thịt nướng thật là ngon. Xin lỗi mọi người vì ngày hôm qua thì do cái mic của mình bị lỗi là không có quay được cái đoạn sau cho mọi người coi. Nhưng mà hôm qua cũng không có gì đâu. Sau khi mà kết thúc ăn uống thì bọn mình chỉ về nhà xong rồi lăn quay ra ngủ thôi. Hôm nay dẫn mọi người đi ăn thịt nướng nha. Đây là một hàng thịt nướng ở gần khu Myeongdong. Giữa chợ Myeongdong thấy có nhiều hàng thịt nướng lắm và hàng nào cũng được. Thịt bò Hàn Quốc. Giá mình nghĩ cũng sẽ tương đối là cao đấy. Ở đây người ta dọn đồ với tốc độ ánh sáng. Nguyên một lúc, đợi một lúc thôi mà nguyên một bàn toàn là pan chan. Thịt bò ở đây người ta nướng kiểu hơi tay tái ấy. Chắc là ăn sẽ ngọt. Ôi ôi, tôi bị nhiệt miệng. Thì bò thì ngọt nhưng mà cái kim chi ở đây muối hơi bị mặn. Hơi bị mặn và chua. Đây là pan chan nấm này.
ngoài ra nhà mình còn gọi thêm một phần cơm độn nữa. Bên trong có bí, có đậu, trông có vẻ hấp dẫn. Đây là ghẹ ngâm tương. Ăn cái thịt nó dẻo, hơi đầm đầm, có vị đầm đầm của nước tương. Thì nó ăn như thạch ấy. Ai không ăn được cái món này chắc là trông sẽ sợ lắm ấy. Sau này nó có thêm ít hành nữa, hành lá, ăn nó dậy vị. À, cuối cùng cũng về nhà rồi đây. Hôm nay đã là ngày cuối rồi. Vừa nãy sau khi ăn xong thì nhà mình quyết định sẽ đi ra Lotte Mart mua một ít đồ về nhà. Tức nghĩa là về Hải Phòng để ăn, để quay cho mọi người xem ấy. Cũng không phải là mua quà gì nhiều lắm đâu. Và tổng kết lại cho cái chuyến đi này, 6 ngày 5 đêm thì mình thấy Hàn Quốc rất là đẹp. Chỉ có điều là tự mình đi vào dịp Tết nên là đường phố nó vắng vẻ và có nhiều hàng quán nó cũng đóng cửa ấy. Còn về mọi thứ như là phương tiện là tụi mình sẽ hay đi subway, đi tàu điện ngầm. Cái đấy khó nhất là khúc đổi line thôi. Và tra cái Naver Map cũng khó nữa. Rõ ràng nhiều người nói là tra cái Naver Map rất là dễ, nhưng mà mình thấy thật ra phải tra bằng tiếng Hàn rất là nhiều luôn. Thêm nữa về chi phí ăn tiêu cho 6 ngày 5 đêm tại đây thì có một điểm mọi người cần lưu ý. Đấy là nếu mọi người muốn hoàn thuế thì khi mà đi ra ngoài mua sắm hãy nhớ mang theo cái hộ chiếu, để người ta có thể đưa cho mọi người một cái tờ giấy vàng, ra sân bay sẽ được hoàn thuế, hoặc là hoàn thuế trực tiếp ngay tại cửa hàng, tùy từng nơi. Bởi vậy nên là đấy là một tip tiết kiệm hơn khi đi Hàn Quốc. Còn lại thì về ăn chi tiêu thì mình thấy đồ ăn vặt rồi các thứ ở bên đây thì tất nhiên là mức sống của người ta cao nên là cái chi phí nó cũng cao hơn. Nhưng mà nhìn chung thì vẫn chấp nhận được. Nếu mà mọi người có ai mà dẫn đi tới những cái chỗ local hơn, những cái chỗ rẻ hơn thì có lẽ là sẽ tiết kiệm được nhiều hơn nữa. Trong cái chuyến đi này thì tụi mình không có đi tham quan nhiều mà đa số chỉ tìm những cái nơi đi ăn thôi. Và thời tiết nó cũng lạnh quá. Kiểu cảm giác như là mình chưa quen với cái lạnh ở bên này ấy. Nên là chúng mình lúc nào cũng trong trạng thái co ro và đi đâu chỉ muốn ăn xong lại đi về đi nằm tiếp. Mọi người xem vlog thì mọi người cũng thấy ấy. Nên là mình nghĩ là năm sau mình sẽ quay trở lại Hàn Quốc vào một mùa lá vàng. Thứ nhất là thời tiết nó đẹp hơn. Thứ hai là để hồi máu mọi người ạ. Hồi máu. Đến mùa lá vàng thì đi lại tiếp sau. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ tắm rửa, sắp lại đồ và chuẩn bị đồ, đến khoảng 3 giờ đêm thì sẽ ra sân bay quay trở lại Hải Phòng. Cho nên mọi người ơi, cảm ơn mọi người rất nhiều nếu mọi người vẫn xem tới giây phút này. Cảm ơn mọi người đã xem vlog Hàn Quốc của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những vlog tiếp theo. Bye bye.